Chào các bạn, hôm nay mình làm cái món chả ốc nha các bạn. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái ốc này là mình mua từ một siêu thị á. Mình được biết là mình nhìn qua là mình thấy là ốc bươu vàng á. Mà ốc bươu vàng này ở Việt Nam với khu vực là đồng bằng sông Cửu Long á, ốc nhiều lắm. Đó là ốc này khu Thái Lan cũng nhiều. Nên là ốc mình nhìn thấy ngoài ruộng á, nói chung là nó nhiều lắm. Nhưng mà nó nhập qua đây thì là nó được đông đá rồi các bạn. Nó làm ruột với là nó làm sạch rồi. Nhưng mình mua bên này mình phải là rửa bằng nước muối. Mình ngâm muối rửa 3-4 lần các bạn. Cho nó sạch. Mình rửa mà khi nào cảm thấy mà nó cái màu đen nó mà hết á thì mình mới là cảm nhận là nó sạch nhé các bạn. Đây các bạn thấy ốc nó con to lắm các bạn ạ. Ốc này con to lắm. Nó cũng thơm lắm, nhìn nó cũng tươi lắm, nhìn nó thơm mà tươi lắm. Nhìn các bạn nhìn thấy không? Ốc con to lắm này. Đấy, món này rất chi là nói nhưng mà mình làm cái món này mình cũng học từ những người bạn ở Việt Nam mình thôi. Người bạn mình cùng Việt Nam mình cũng làm cái món này nhiều này. Món này cũng dễ ăn, ăn nhiều ok là các bạn ạ. Bén mồi lắm á. Đấy mình rửa xong rồi mình rửa 2-3 nước rồi mình đổ muối vô mình rửa tiếp các bạn thấy không? Mình rửa nhất 3-4 lần muối như vậy á. Đấy, rửa cho nó sạch. Khi nào mà cảm thấy nước nó mình bút vào nước nó trong á thì ok nha các bạn. Cái chả ốc này nhìn nó làm nó còn tốn thời gian lắm. Nói chung là nó nhanh đấy, nhưng mà người mà làm nhanh thì nó cũng quen thì nó nhanh lắm. Đây mình làm mình ăn nha các bạn, không phải là mình bán đâu nha. Đây các bạn ơi, mình làm mình ăn mà. Đây là cái sơ chế cái ốc này. Ốc này mình mua ở trước thì nó đã sơ chế rồi các bạn. Mình mua về mình rửa sạch, rửa nước muối. Đấy các bạn thấy không? Mình rửa cho nó sạch, cho nó bớt mùi hôi á. Đấy mình rửa từ 3-4 nước á. Nước muối nha các bạn, cho nó sạch á. Mình thấy con to ha. Đấy các bạn thấy không? Muốn ăn là phải là đầu tư vậy á. Còn trong lúc mà mình bút cái này các bạn này, rồi mình phải là chuẩn bị một nồi nước và nước sôi á để mình luộc cái ốc này này. Thì mình phải là cái nước sôi đó thì mình luộc, mình đun nước lên thì mình bỏ ít xả á các bạn, vì cái mùi xả thì nó mùi xả thì nó mới thơm, nó át cái mùi hôi của cái ốc ấy được. Nước xả đấy, nước mà xả sôi rồi á, đổ vô các bạn, đổ vô thì đun lại cho con ốc nó cứng với là nó thơm, nó át đi, nó thơm. Ngoài ra nước xả, nước xả nó xả cả đời nó thơm á. Ốc trong cái là nó sôi lại các bạn là nó chín lắm, nó thơm nha. Mà nó thơm không? Nó mùi thả mà có ít các bạn bỏ vào nó thơm, có mùi nó cũng xả, xả nó phải thơm, ăn. Xong một cái nha, xong cái một con đuồn này là mình xay ốc nha các bạn, ốc mình đổ nó rá rồi mình xay cho nó nhuyễn các bạn, mình xay rồi mình bỏ ít hành tím vào, chủ yếu là mình xay mình bỏ hành tím vào thôi các bạn. Bỏ hành tím vào mình xay cho nó nhuyễn á. Thì nếu như mà tùy theo mọi người các bạn, nếu mình có máy xay thì mình vàng được. Mình này rất mình cũng vàng ốc này mà. Mình bằm nó ra, bằm cho nó hơi nhìn ra rồi mình chặt. Rồi mình xong cái là mình bắt chảy dầu phi hành tím lên các bạn. Rồi mình bỏ ít nó tùy theo khẩu vị của gia đình đó. Rồi là mình bỏ mình nêm nếm gia vị vô, rồi mình xào qua các bạn, mình xào cho nó tan lại. Các bạn nhìn thấy thơm không? Thơm lắm. Mình có là vì nó có mùi xả mà, nó xả nó thơm lắm. Đấy, các bạn thấy không? Thơm lắm. Đấy. Mình là đây là mình làm cái món chả ốc nha các bạn. Ốc này mình làm thịt mình chay rồi các bạn. Đấy. Vì món chả ốc này thì cần có chả,
chả ốc này thì là gọi cần có thịt, thịt nữa. Thịt thì thịt heo thì thịt nạc các bạn. Nên là mình mua về là mình dùng xay. Mình xay mà nhìn là bỏ trong tủ đá các bạn. Đây này. Cái thịt này mình xay mình bỏ tủ đá này cho nó cứng này. Cái món này quan trọng nhất là các bạn là bỏ hạt tiêu. Hạt tiêu ở đây là mình đặt đấy, làm chả là mình là kinh nghiệm của mình là làm chả là cái hạt tiêu đấy, mình làm xong cái mình bỏ ra đây, bỏ ra cái bao ni lông á rồi mình vắt. Có những người họ làm bẩn là vậy đấy, mình lót, mình gói bằng lá chuối ha các bạn, mình gói bằng lá chuối xong cái này là mình phủ một lớp giấy bạc đây các bạn. Đấy, lá chuối vẫn là gói bột, là bỏ ít cái lá chân với bỏ miếng xả bột xả cây ha các bạn. Đấy, xả cây á, cho nó thơm á, bỏ giấy bạc lên để cho nó rút nước các, cho nó giữ nước nha các bạn. Giấy bạc mục đích của giấy bạc là để giữ nước, rồi mình bỏ lên nồi mình hấp. Các bạn thấy không? Thơm lắm á. Đấy, giấy bạc bỏ lên là mình hấp các bạn. Đấy, nhìn lên là nó rất chi là tuyệt vời. Đấy các bạn thấy không? Thấy nồi. Đây là cái chả mình đã hấp xong các bạn. Cái chả là chả ốc này mình đã hấp xong này, nhìn quá là thơm không? Nó thơm mà nên là có mùi lá chuối này, nó có mùi lá chân này, và đặc điểm là có cái mùi xả này các bạn thấy không? Lá chân này có mùi, đặc điểm là có cái mùi xả này này. Cái mùi xả này nó thơm lắm. Nó thơm mà nó át cái nó mùi xả, nó mùi xả thì mùi xả rất chi là thơm. Thơm mà miếng ốc là nó dai lắm các bạn. Các bạn nhớ bỏ ít bột hai cỡ 1 kg thì các bạn bỏ khoảng hai muỗng cà phê, hai muỗng bột khoai lang hoặc là khoai tây các bạn. Đấy. Thơm á. Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn thành công với món này. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye các bạn nha.